Vãi cả quạc các bạn ạ, à, iPhone 13 Pro pin trâu một thời của mình bây giờ nó chỉ on screen được 6 giờ 2 phút mà thôi. Và đây là một cái vấn đề mà có rất nhiều anh em gặp phải khi mà lên iOS 16 chính thức. Và trong cái video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái nhìn tổng quan của mình về iOS sau một tuần sử dụng để xem nó như thế nào. Để chia sẻ cụ thể hơn với anh em về lỗi hao pin ở trên iOS 16 thì mình cũng đã tổng hợp được rất nhiều ý kiến của các anh em trong group Vật Vờ Studio, chứ mình không phải là một mình cảm thấy như vậy. Ví dụ như là có bạn bảo là iOS 16 pin có vẻ hèo hơn, iPhone 13 xài gần 5 tiếng còn có 64% pin, tính ra được có 9-10 tiếng nếu như mà xài cạn. Và bạn Úc có môn có chia sẻ một câu cực kỳ mấu chốt, đó là pin em máy em trai còn 86%, nhưng mà ở iOS 15.5 ý, nó vẫn on screen được khoảng 5 giờ 30 phút, còn lên đến iOS 16 nó tụt hẳn 1 tiếng, chỉ còn có 4 tiếng rưỡi mà thôi. Ai chà, cả XS Max thì cũng gặp phải chứ không chỉ có iPhone 13 series của mình đâu. Để làm rõ cái điều này, chúng mình cũng đã làm một cái bài test pin có cả iPhone 13 Pro Max và iPhone 14 Pro Max. Và điều bất ngờ là gì các bạn biết không? Cái con iPhone 13 Pro Max ấy, từ trước đến giờ thực hiện những cái bài test pin thì chúng mình đều làm chung một cái tác vụ, và nó thường xoay quanh dao động ở mức là từ 9 cho đến 10 tiếng on screen. Nhưng mà đến bây giờ thì iPhone 13 Pro Max nó chỉ có thể on screen được khoảng hơn 6 tiếng đồng hồ mà thôi. Kể cả con iPhone 14 Pro Max này của mình nữa, cái thời gian on screen của nó cũng rất tệ. Thì chắc chắn là nó không thể nào mà có cái sự trùng hợp đến như thế được rồi. Và mình đoán là đến 99,69% là nó có liên quan đến iOS. Có thể thấy là từ lúc mà Apple cho ra mắt iPhone 14 series mới và kể cả là iOS 16 thì có khá là nhiều ý kiến trái chiều. Có người thì bảo dùng ngon, có người thì lại bảo là dùng rất là tệ. Đấy, thì mình là coi như là rơi vào cái trường hợp là xui rồi, bởi vì mình dùng iOS 16 thì hao pin kinh khủng khiếp luôn. Và động thái mới nhất của Apple là gì? Họ đã tung ra một cái bản iOS có tên là 16.0.2. Thì hy vọng rằng là với iOS 16.0.2 nó sẽ được cải thiện, và mình sẽ chia sẻ cho các bạn trong bài đánh giá chi tiết iPhone 14 Pro Max, có thể là sau khoảng một tuần nữa thôi. Vậy nên là nếu như các bạn có quan tâm đến con máy này thì có thể bấm vào cái đường link bên dưới ấy, thì có giá dự kiến cho iPhone 14 Pro Max là 31.990 tại chuỗi hệ thống ủy quyền của Apple tại Việt Nam là Shop Đăng, và tặng thêm voucher trị giá 500.000 đồng trừ thẳng vào giá bán trực tiếp khi mà các bạn mua sản phẩm này. Thế nên là mọi người hãy nhanh tay lên, nếu không thì là cái con hàng này sẽ không có về tay mọi người sớm được đâu. Còn về nhiệt độ và hiệu năng ở trên con iPhone 13 Pro của mình thì mình thấy là nó không khác biệt quá nhiều. Vì hiệu năng ấy thì máy vẫn nhanh, nó vẫn mượt, và mình chơi game ấy thì vẫn chơi được bình thường, không vấn đề gì cả. Chỉ có một điều là nó nóng lên hơi nhanh. Nó nóng lên nhanh thôi chứ không nóng quá nha. Cái lỗi thứ hai là một cái lỗi cực kỳ khó chịu mà không chỉ có mình nhận thấy. Chắc chắn là các bạn khi mà lên iOS các bạn đã cảm nhận rất rõ điều này. Đó là lỗi đơ, à không phải là đơ mà là lỗi bàn phím. Ví dụ mình gõ từ cái O thì nó sẽ luôn luôn hiển thị là cờ A, I xong rồi S, rồi cái chữ O thì mình lại gõ được bình thường. Và cái điều này thì không chỉ có mỗi một mình bị, và kể cả các anh em reviewer khác cũng chia sẻ rằng là họ rất khó chịu về cái lỗi này. Ví dụ như anh Tony Phùng nhá, ngày 13 tháng 9 anh có chia sẻ một dòng status, đó là cách nhận biết anh em đang dùng iPhone và iOS 16. Chữ cách này không thể nào mà viết giấu được các bạn ạ. Với iPhone 14 Pro Max mà được update lên 16.0.2 ấy, mình có trải nghiệm trong một buổi sáng ngày hôm nay. Lỗi bàn phím được khắc phục. Chưa hết, bởi vì là ngày trước lỗi bàn phím mà 10 tin nhắn lỗi cả 10 ấy, thì bây giờ 10 tin nhắn thì tầm lỗi 3, lỗi 4 các bạn ạ. Nghĩa là nó vẫn lỗi, chứ nó chưa khắc phục được hoàn toàn đâu ạ. Các bạn phải xác định rõ một cái tư tưởng, đó là hãy đào một cái bàn phím khác, có thể là bàn phím Google chẳng hạn, để khắc phục cái tình trạng là lỗi bàn phím. Thứ tư đó là cái Assistive Touch nó bị lỗi. Cái này thì mình không biết là các bạn có gặp phải hay không, vì một số người bảo là có gặp, một số người lại bảo là không. Ví dụ như Hiếu dùng con 8 lớp thì Hiếu bảo là không bị. Nhưng mà như mình có tham khảo một vài người khác mà dùng cái chức năng này thì họ bảo rằng là khi mà bấm vào cái nút đó, thay vì nó hiện ra các chức năng thì nó lại chụp ảnh màn hình, hoặc là nó sẽ đơ cứng luôn, không thể nào dùng được nữa. Và nếu như các bạn có phải tình trạng này thì hãy cho mình biết với nha. Tiếp theo là một cái lỗi nữa có liên quan đến Facebook, đó là lỗi khi mà chúng ta comment. Tức là sao? Ví dụ mình đọc bài viết này, mình bấm vào phần comment mà mình comment ngay lúc đó thì ok, mọi chuyện bình thường. Còn nếu như mình bấm vào phần comment mà mình lại lướt để mình xem những người khác đang bình luận cái gì thì ngay lập tức là cái màn hình nó sẽ hiển thị kiểu này. Đây các bạn thấy không? Đây là một cái giao diện cực kỳ ngu, và mình đã không biết là mất bao nhiêu lần mình mới có thể là quen được với cái điều này. Mỗi lần như thế là rất mất thời gian, rất khó chịu. Thì ở trên 16.0.2 là đã được khắc phục rồi. Mình có test với cả Facebook lẫn cả Instagram, có nghĩa là những cái ứng dụng của Meta ấy, thì nó được khắc phục rồi. Các bạn có thể comment thoải mái luôn. Với iPhone 14 Pro Max mà được update lên 16.0.2 ấy, những bạn nào mà đen đủi dùng TikTok hoặc là dùng Instagram bật camera lên quay story mà nó bị giật như này này. Đó, thì Apple đã tung ra cái bản hotfix này để fix lại cái lỗi đó. Đúng ra thì cái lỗi mà giật camera này không phải là con iPhone 14 Pro Max nào cũng bị. Đen thì bị thôi, rất may mắn là con này của mình không bị. Từ lúc mình dùng nó, mình quay TikTok, mình quay Instagram, up story các thứ thì nó không bị bất kỳ vấn đề gì cả. Tuy nhiên là để Apple tung ra một cái bản hotfix mà ghi hẳn cái thông tin là fix những cái lỗi như thế này
thì chứng tỏ đây cũng là một cái lỗi khá nghiêm trọng. Vậy nên là bạn nào mà gặp cái lỗi này thì cũng rất là chúc mừng các bạn là các bạn đã có một cái bản hotfix như vậy rồi. Đấy. Và có một cái lỗi nữa rất đần cũng đã được khắc phục ở trên iOS 16.0.2, đó là lỗi dán các bạn ạ. Nghĩa là ngày trước nha, ví dụ mình copy một cái text ở bên Messenger này và mình dán lại vào Telegram chẳng hạn thì nó sẽ bắt mình là cho phép là cái này có được dán hay không. Đấy thì nó rất mất thời gian luôn. Lên iOS 16.0.2 phát là nó được khắc phục rồi. Và ngày trước ấy, kể cả khi mình có dán ảnh từ Safari vào Telegram là nó cũng không cho mình dán luôn. Chả hiểu kiểu gì. Có thể thấy rằng là iOS 16 nó là một cái phiên bản iOS mà chưa hoàn chỉnh và có cái tính ổn định nó không cao đến từ nhà Apple. Loanh quanh thì cũng chỉ là hao pin này, nóng máy này và lỗi bàn phím có vậy thôi. Thì hy vọng rằng là với iOS 16.0.2 nó sẽ được cải thiện và mình sẽ chia sẻ cho các bạn trong bài đánh giá chi tiết iPhone 14 Pro Max, có thể là sau khoảng một tuần nữa thôi. Đó. Vậy thì các bạn đang sử dụng bản iOS nào? Đang dùng 16.0 hay là đang dùng iOS 16.0.2 như là trên 14 Pro Max của mình đây? Hãy chia sẻ cho mình biết bằng cách là comment phía bên dưới. Bởi vì mình biết rằng là có rất nhiều lỗi nữa có thể mình không gặp nhưng mà các bạn gặp, thì hãy chia sẻ cho mình được biết và cả người khác được biết nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên là hãy follow Vật Vờ trên tất cả các nền tảng để được đón xem những video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn nha. Sớm rồi. Thì test tiếp đây.